Giữa đêm khuya vắng lặng như tờ, tại khu vực vắng vẻ cách xa khu dân cư, Mẩy cùng nhân tình đã lạnh lùng xuống tay tước đi mạng sống của chồng. Trong ký ức của nhiều người dân sinh sống tại xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, vẫn không thể nào quên được vụ án giết người từng gây chấn động cả một vùng quê nghèo giáp ranh biên giới. Đó là vào sáng 20 tháng 1 năm 2022. Trong quá trình lên nương trồng trọt, người dân bản Lùng Than, xã Mù Sang kinh hãi khi phát hiện một người đàn ông mất mạng tại đoạn đường vắng cách xa khu dân cư. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Phong Thổ phối hợp cùng nhiều phòng ban nghiệp vụ Công an tỉnh Lai Châu khẩn trương tiếp cận hiện trường. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là anh Tần Vân Khai, 41 tuổi, trú tại bản Lùng Than, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ. Tại hiện trường, nạn nhân bỏ mạng với rất nhiều thương tích trên cơ thể. Từ những dấu vết bước đầu, lực lượng chức năng nhận định đây là vụ án giết người, hung thủ ra tay rất tàn độc. Nhiều giả thuyết về nguyên nhân vụ án được công an đưa ra để phân tích, mổ xẻ. Nhân thân và các mối quan hệ xã hội của nạn nhân nhanh chóng được điều tra viên xác minh. Theo đó, anh Khai đã xây dựng gia đình cùng Tần Ú Mẩy, 33 tuổi, và có với nhau 3 người con. Trong quá trình chung sống, vợ chồng Mẩy thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Điều đáng nói, sau khi chồng mất mạng, Mẩy cũng biến mất khỏi địa phương, đi đâu mọi người không hay biết. Từ điều bất thường này, lực lượng chức năng tập trung hướng điều tra về người vợ của nạn nhân. Bằng việc áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định các nghi phạm xuống tay sát hại anh Khai gồm Tần Ú Mẩy và Phan Sơn Tông, 33 tuổi, trú tại bản Tân Xéo Phìn, xã Mồ Xì San, huyện Phong Thổ, nhân tình của Mẩy. Chỉ trong vòng vài ngày sau khi vụ án xảy ra, Phan Sơn Tông đã bị cơ quan công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tông đã cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác. Tông khai có quen biết và nảy sinh tình cảm với Mẩy. Trong quá trình trò chuyện, Mẩy hay kể việc bản thân bị chồng đánh. Sau đó, hai người rủ nhau xuống Hà Nội làm thuê và sinh sống với nhau như vợ chồng. Thời gian này, Mẩy nghe tin ở quê nhà, chồng hay đánh đập con cái, còn dọa sát hại cả nhà. Chính vì vậy, Mẩy nảy sinh ý định trả thù và rủ Tông lên kế hoạch giết chồng. Lúc đầu, Tông không đồng ý. Cho tới đầu năm 2022, Mẩy dọa nhân tình nếu không cùng mình đi sát hại Khai thì sẽ bỏ đi Trung Quốc và tiết lộ chuyện ngoại tình. Lo sợ sự việc bại lộ, Tông đồng ý cùng Mẩy về Lai Châu lên kế hoạch sát hại anh Khai. Sau khi về Lai Châu, Tông gọi điện lừa anh Khai rằng mình có ma túy và rủ tìm người mua. Nếu bán được sẽ chia nhau tiền. Lúc này, anh Khai đồng ý và hẹn gặp Tông để xem hàng. Khoảng 22 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2022, trong lúc Tông lừa anh Khai xem gói ma túy giả trên đoạn đường vắng thuộc khu vực nương ruộng bản Lùng Than, thì Mẩy lao từ bụi cây phía sau, dùng thanh sắt đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Chưa dừng lại, Mẩy tiếp tục đưa thanh sắt cho Tông, đập thêm một nhát vào cổ anh Khai. Gây án xong, Tông chở Mẩy đi vứt công cụ gây án và về nhà Tông ngủ. Sáng hôm sau, Tông dậy, vứt bỏ giày và quần áo mặc khi gây án, còn Mẩy bỏ trốn. Với quyết tâm cao độ, tới ngày 19 tháng 8 năm 2022, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ thành công Tần Ú Mẩy khi đối tượng đang định bỏ trốn sang Lào. Tháng 12 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án Tần Ú Mẩy ngoại tình giết chồng tại địa bàn xảy ra vụ án ở xã Mù Sàng, huyện Phong Thổ. Vụ án từng gây rúng động dư luận xã hội trong những tháng đầu năm 2023. Theo nhận định của chủ tọa phiên tòa, ông Bùi Ngọc Bính, thẩm phán trung cấp Tòa Hình sự Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu, đây là một trong những phiên tòa đặc biệt nghiêm trọng mà ông từng tham gia nghiên cứu xét xử. Đặc biệt là bởi những hành vi của bị cáo trong vai trò chủ mưu quá dã man, tàn bạo đối với người chồng đã từng đầu ấp tay gối, chia ngọt sẻ bùi, có với nhau 3 người con. Đặc biệt hơn nữa, sau phán quyết của tòa, kẻ chủ mưu không mảy may ân hận về những việc mình đã làm, không thể hiện thái độ ăn năn hối cải, cho thấy rõ kẻ sát thủ máu lạnh cần phải trừng trị nghiêm. Để thuyết phục và gây sức ép với người tình, Mẩy nói nếu Tông không chung sức sát hại Khai thì hai người sẽ không chung sống cùng nhau nữa. Muốn được ở với Mẩy, Tông đã chấp nhận nghe theo Mẩy tìm cách giết Khai. Và kết quả là Khai đã mất mạng dưới nhiều nhát vụt bằng thanh kim loại bởi bàn tay của hai kẻ thú tính, tội ác không có đáy. Với ý định sát hại anh Khai, Mẩy và Tông đã lên kế hoạch sử dụng cũng như tìm cách tẩu tán, phi tang hung khí, các vật chứng liên quan
nhằm che mắt, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Tông sau đó bị triệu tập đến cơ quan công an để làm việc, còn Mẩy lợi dụng sơ hở đã bỏ trốn và bị bắt 7 tháng sau đó theo quyết định truy nã của lực lượng công an. Trong vụ án này, hội đồng xét xử nhận định Tần Ú Mẩy có vai trò là người chủ mưu, khởi xướng, là người thực hành tích cực trong việc sát hại anh Khai. Phan Sơn Tông là đồng phạm với vai trò là người thực hành tích cực. Hành vi của các bị can là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây mất an ninh trật tự và gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho nhân dân trên địa bàn. Các bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, nhưng vì mục đích cá nhân, muốn được chung sống với nhau nên cố tình thực hiện tội phạm. Hai bị can thực hiện hành vi sát hại người với động cơ đê hèn. Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi, tính nguy hiểm cho xã hội và điều kiện phạm tội, tòa tuyên án Tần Ú Mẩy mức hình phạt tử hình cần loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. Đối với Phan Sơn Tông, mức án chung thân cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn. Trong suốt quá trình xét xử, khuôn mặt Tần Ú Mẩy không biến sắc, lạnh lùng ngay cả khi nhận mức án tòa tuyên. Điều này cho thấy rõ bản chất con người không trái tim, máu lạnh của thị. Có nhiều lúc thị quanh co chối tội, nhưng với chứng cứ thuyết phục, hội đồng xét xử, chủ tọa phiên tòa đã chứng minh hành vi phạm tội khiến hai bị cáo phải cúi đầu nhận tội. Người dân đến dự phiên tòa đều thể hiện thái độ tán thưởng trước bản án được tuyên. Đằng sau bản án không chỉ là sự trả giá thích đáng cho lỗi lầm mà Tần Ú Mẩy đã gây ra. Nó còn là nỗi đau của người mẹ khi cả ba người con của thị đều quay lưng, không thương tiếc, không quyến luyến người mẹ đang phải đối mặt với mức án cao nhất của pháp luật. Rồi đây, thiếu vắng tình yêu thương, quan tâm, chăm lo của cả bố mẹ, ba người con sẽ bấu víu vào đâu cả về vật chất và tinh thần. Về hình thức xét xử phiên tòa, ông Bùi Ngọc Bính chia sẻ, phiên tòa được lựa chọn xét xử lưu động tại địa bàn xảy ra vụ án. Việc xét xử bằng phương pháp trực quan giúp người dân chứng kiến diễn biến buổi xét xử của phiên tòa, được nghe tường tận nội dung các bên phân tích, đánh giá, nhận định sự việc. Qua đó hiểu được hành vi phạm tội của các đối tượng gây nguy hiểm cho xã hội, cũng như thấy rõ được sự nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời, mục đích của phiên xét xử lưu động còn để cho người dân thấy rõ mọi vấn đề mâu thuẫn trong cuộc sống đều được giải quyết bằng pháp luật, chứ không phải bằng cách giết người hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Mọi hành vi phạm tội đều sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Bản án dành cho những kẻ hai lòng, giết người man dợ, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ coi thường pháp luật, xem mạng người như cỏ rác. Nhân vô thập toàn là câu nói chuẩn xác để nói về bản tính của con người. Bởi lẽ, ai cũng không hẳn là người hoàn hảo, toàn mỹ, toàn thiện hoặc toàn ác. Vậy nên vợ chồng cũng có lúc mâu thuẫn với nhau. Để hóa giải mâu thuẫn, giúp gia đình hạnh phúc, chuyển đổi nỗi tức giận, oán ghét giữa bản thân với người khác, tự mỗi người phải hóa giải mọi vướng mắc xấu ác, thù hận trong suy nghĩ, lời nói, việc làm, sinh hoạt hàng ngày, để mình và người thoát khỏi sự khổ, luôn sống trong cảm giác an lạc. Tha thứ cho người là tha thứ cho chính bản thân mình. Tự thân nhận lỗi, hổ thẹn với lòng khi làm điều gì sai là một cách để hóa giải xung đột, hận thù giữa người với người. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.